tin về sự du lưu của Asus khỏi thị trường máy tính bảng cũng đã kết thúc mục điểm tin ngày hôm nay. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay chính của chương trình cùng với biên tập viên Trần Hằng và vị khách mời đặc biệt. Cảm ơn biên tập viên Hà Thu. Thưa quý vị, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Một trong những cách nhanh nhất để phát triển nguồn lực là tiếp nhận nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức cá nhân. Những người sáng lập nên rõ ràng ngay từ đầu về các điều khoản hợp tác, phương thức hợp tác. Có như vậy mới có thể giải quyết ổn thỏa khi công ty có sự cố hoặc khi công ty bắt đầu ăn nên làm ra. Để làm được điều này, staff cần lưu ý đến những điều khoản và khung pháp lý nào? Chúng ta hãy cùng trò chuyện với khách mời của chương trình. Chào mừng luật sư Nguyễn Thanh Hà đã quay trở lại với chương trình Đạp Chí Staff 360. Và đối với chủ đề tuần này thì theo như luật sư, staff cần biết rõ những tính pháp lý nào khi tham gia vào cuộc chơi với các nhà đầu tư? Cái vấn đề thứ nhất đó là nhà đầu tư ở các cái startup nên định giá cái doanh nghiệp của mình một cách chuẩn xác. Nếu mà chúng ta định giá cái doanh nghiệp chúng ta quá cao hoặc là quá thấp thì đều là thiệt hại. Thứ hai, theo quan điểm của tôi ấy, là các cái vấn đề pháp lý nữa đó là chúng ta phải trước khi đàm phán ấy, là chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề là hiện nay chúng ta đã có đầy đủ cái tính pháp lý của dự án của chúng ta hay chưa. Chúng ta sẽ rà lại là cái giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chúng ta, những cái ưu đãi của nhà nước dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp là như thế nào, đặc biệt là chúng ta cho nhà đầu tư được nắm bao nhiêu phần trăm cái vốn điều lệ của doanh nghiệp chúng ta, và chúng ta cũng phải hiểu về các cái tỷ lệ ở trong doanh nghiệp. Ví dụ như là khi mà chúng ta nắm 51% của vốn điều lệ của doanh nghiệp thì chúng ta được quyết định những vấn đề gì, những cái nghị quyết, những cái vấn đề gì phải có 65% vốn điều lệ thì mới biểu quyết được. Trong trường hợp staff chỉ là nhóm cá nhân hoặc là cá nhân không thành lập doanh nghiệp thì việc phân chia theo lợi nhuận góp vốn thì cần theo những quy định nào và của luật nào ạ? Nếu mà trong cái giai đoạn đầu mà chúng ta mới là thử nghiệm và kêu gọi vốn từ cộng đồng thì chúng ta vẫn có thể là làm được ở dạng là cá nhân chưa thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên thì cũng căn cứ vào các cái quy định của Bộ luật dân sự, đó là ký các cái hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta làm với cái cá nhân thì là chúng ta xòe xòa mà chúng ta không cần phải ký hợp đồng hoặc là chúng ta không rõ ràng ngay từ đầu với nhà đầu tư, mà tôi nghĩ là chúng ta vẫn cần lên ký các cái hợp đồng hợp tác kinh doanh, và trong đó quy định rõ về cái tỷ lệ góp vốn, quy định rõ về công sức đóng góp của các bên, và đặc biệt là cái tỷ lệ chia các cái cổ tức, chia các cái lợi nhuận sau khi mà dự án thành công. Vậy thì còn vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ thì sao? Cái vấn đề quyền sở hữu trí tuệ cũng là một cái vấn đề mà rủi ro tương đối là lớn cho các cái nhóm khởi nghiệp về cái việc là chuyển cái quyền sở hữu trí tuệ từ cá nhân sang doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ hai ấy là không đăng ký sở hữu trí tuệ, có nghĩa là doanh nghiệp có cái phần mềm, có cái nhãn hiệu rồi, nhưng mà chúng ta không đăng ký dưới tên công ty. Thế vì vậy mà khi mà hai bên hợp tác với nhau, mâu thuẫn với nhau, thế một người lại tách ra lập công ty riêng, thì ngay lập tức người kia là người ta biết được là cần phải đăng ký trước và người ta sẽ đăng ký. Và theo luật Việt Nam thì ai đăng ký trước thì người được. Thế vì vậy mà lúc đó thì lại biến cái tài sản chung của hai người thành tài sản của một người, và cũng là cái vấn đề xảy ra cái tranh chấp và thường là phổ biến. Và cái vấn đề thứ ba là khi mà có tài sản trí tuệ lại không đăng ký vì chúng ta tiết kiệm tiền mà chúng ta không biết. Thế vì vậy mà một doanh nghiệp khác người ta trong ngành hoặc là người ta nghe được thông tin người ta đăng ký trước, thì lúc đó chúng ta lại phải tìm cách mua lại, hoặc là chúng ta không được sử dụng cái tài sản của chúng ta. Thì đấy cũng là một cái vấn đề mà doanh nghiệp khởi nghiệp nên quan tâm. Có ý kiến cho rằng không chỉ những nhà đầu tư nên thẩm định các staff, mà chính các staff cũng cần thẩm định những nhà đầu tư. Vậy thì nội dung cần thẩm định ở đây là gì ạ? Các cái quỹ đầu tư để đầu tư vào cái dự án chúng ta cũng phải thẩm định rõ về cái kinh nghiệm của họ, về cái điều kiện pháp lý của họ, và đặc biệt là cái việc là họ có đi với chúng ta bao lâu. Chúng ta cũng thẩm định về cái năng lực tài chính của cái bên mà người ta rót vốn chúng ta. Họ đã trước đây họ đã có những cái tranh chấp nào với lại những cái nhà đầu tư khác để chúng ta phòng tránh. Còn một vấn đề khác cũng được quan tâm chính là nghĩa vụ thuế được căn cứ trên 3 nguyên tắc: chính xác,
đầy đủ và đúng thời hạn. Việc tiếp nhận những khoản vốn đầu tư lớn nhưng không tuân thủ quá trình kê khai, báo cáo đóng thuế có thể đưa startup vào những rủi ro không đáng có, gây thiệt hại và bị cơ quan nhà nước xử lý. Thêm vào đó là những xung đột nội bộ của chính mỗi đơn vị và yếu tố pháp lý để giải quyết vấn đề này như thế nào. Chúng ta hãy cùng luật sư Nguyễn Thanh Hà phân tích trong phần tiếp theo của chương trình. Nhìn vào một đơn vị startup mà bản thân nội tại của đơn vị ấy xảy ra những cái xung đột của chính những nhà sáng lập thì cũng là một yếu tố mà khiến nhà đầu tư khó có thể quay lại lần thứ hai, đúng không ạ? Đúng rồi, và đấy cũng là rủi ro cho những cái startup, bởi vì chúng ta đã thất bại một lần đầu rồi thì cái việc là nghi ngờ về cái khả năng bản thân của chúng ta và cái uy tín của chúng ta với các cái nhà đầu tư trong tương lai đối với cái dự án khác tương đối là ảnh hưởng. Và cái công sức của chúng ta đầu tư vào cái dự án hiện tại thì sẽ có cái nguy cơ thất bại tương đối là cao. Thế vì vậy mà cái việc là xử lý các cái xung đột trong cái quá trình hợp tác và xử lý xung đột đó bằng cách là chúng ta quy định rõ ngay từ đầu ở trong cái hợp đồng. Và cái hợp đồng đó được coi là luật giữa các bên và là cái cơ sở để các bên điều chỉnh. Ngoài cái yếu tố lỗ hổng về xung đột giữa chính các cổ đông thì còn những lỗ hổng nào khác mà các startup cần phải chú ý đến vì rất có thể sẽ xảy ra xung đột giữa nhà đầu tư và startup? Đó là cái việc là chúng ta kêu gọi các cái thành viên góp vốn nhưng mà các thành viên đấy không có tiền mà lại bảo là góp vốn bằng công sức. Thế thì góp vốn bằng công sức thì hiện nay theo quy định của luật doanh nghiệp là không có cái hình thức góp vốn bằng công sức mà phải thể hiện rõ bằng tiền. Đó là quan điểm của luật sư Nguyễn Thanh Hà. Còn các chuyên gia Startup trước chia sẻ kinh nghiệm như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Theo một số chuyên gia, để phòng ngừa rủi ro, nguyên tắc chung là những gì chưa rõ, startup có thể nhờ chuyên gia. Chuyên gia ở đây không nhất thiết phải là luật sư mà có thể là những cố vấn chiến lược về vốn, những người có kinh nghiệm hay những startup đã từng thất bại. Những cố vấn, luật sư, chuyên gia đều là nguồn hỗ trợ tốt, giúp startup có được sự phát triển bền vững và thiết lập cuộc chơi công bằng hơn với nhà đầu tư. Về lộ trình nhận vốn đầu tư, cần phải phác thảo, thương thảo ngay từ đầu, phân rất rõ giới hạn của chủ đầu tư đến đâu, cổ đông sáng lập được giới hạn quyền sở hữu góp vốn như thế nào, cũng cần hiểu rõ nhà đầu tư của mình để biết nguồn tiền đầu tư là hợp pháp, tránh sự tiếp nhận dễ dàng. Thực ra là bài toán về lợi nhuận, mình nghĩ không chỉ nhà đầu tư mà bản thân startup cũng phải rất là quan tâm tới câu chuyện của công ty tạo ra là để make money, tức là để tạo ra tiền, và tự nhiên tạo tiền phải là có lợi nhuận. Thì đương nhiên là với một nhà đầu tư mà có hỏi mình như vậy thì mình sẽ phải đưa ra lộ trình, tại vì bản thân là trong cái kế hoạch kinh doanh là mình cũng đã rất cụ thể rồi, là đến năm nào là mình hòa vốn, ít nhất là mình sẽ không bị lỗ nữa, và tiếp theo nữa là sau cái thời điểm hòa vốn đó thì mình sẽ có những lộ trình phát triển về doanh thu hay về lợi nhuận như nào. Trong quá trình đầu tư, trong quá trình gọi vốn thì bản thân Giam Gia cũng cố gắng là làm rõ cái mong muốn của Giam Gia, cũng như cố gắng làm rõ cái mong muốn của nhà đầu tư vì mục đích gì. Hy vọng qua những lời chia sẻ vừa rồi, các startup có thêm những gợi ý trước khi tìm kiếm nhà đầu tư. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Mọi thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ qua số điện thoại 024-2220-8288 hoặc qua Facebook Startup VITV. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số thứ 3 tuần kế tiếp.